Đây nè mọi người, cái nồi gà này nhìn hấp dẫn không? Còn đang nóng hổi luôn á. Hello mọi người, chào mọi người đã đến với kênh Hương Bùi Family nha. Đây mọi người, hôm nay nhà Hương sẽ nhậu nha. Đây con gà này là gà cổ đá nè. Gà này sẽ làm hai món. Cái này hai cái đùi này để cuốn lá mơ nè, còn lại là sẽ thu đủ. Gà này chưa kịp đá là đã vô nồi rồi, khá là bự luôn á. Này chắc mấy ký không ba? Gà này mấy ký? 3 ký á. Đây này mọi người, gà cổ đá mọi người. Đây cũng là gà cổ đá của ba Hương này. Mọi người xem cái vườn rau này, vườn rau tại vì thời tiết lạnh cho nên là bây giờ nó không có được lên cao cho lắm. Đây chỉ có cái ngò bên này á mọi người là lên cao thôi, còn những cái rau này thì nó còn nhỏ tí xíu à. Sẽ nè, phía trước mấy cái chậu phía trước là đang trồng bông vàng thọ, tết sẽ có bông vàng thọ để trưng tết á. Bên kia là lá mơ á mọi người. Mọi người tôm còn sống luôn nè mọi người, lát nữa nhà Hương sẽ làm cái món bánh xèo tôm nhảy nè. Thấy mọi người thấy không, tôm nhảy tưng tưng luôn nè. Sẽ ăn bánh xèo trước xong rồi mình sẽ ăn cái món gà sau nha. Gà cổ đá mà trắng ngọn nè luôn á, chỉ có cái đùi với cái phần đuôi là nó hơi đỏ đỏ thôi. Đây, cái này là gà cổ đá còn tơ nè, còn tơ cho nên là cái phần lông của nó còn nhỏ. Gà đi làm lẩu cà gà cổ đá cũng ngon. Đây gọt cà rốt nha, để chuẩn bị cho hầm gà. Đây mọi người, bây giờ ba Hương đang thui con gà nè. Thui cái phần đầu không ạ? Thui nguyên con. Thui này giống như là dạ cầy vậy hả? Thui này giống như là mình đang giả cầy á mọi người, cho cái thịt nó ngon hơn. Trời thấy gà không? Gà gáy quá trời luôn. Hồi nay ông ba chưa có mổ bụng nó hả? Này phải thui xong mới mổ mọi người. Thui là cái phần dưới này nè. Đây tôi cận cảnh cho mọi người xem nè, cái phần da nó hơi vàng vàng nè. Tại vì cái da của con gà cổ đá nó khá là dày luôn á, giống như nó chảy mỡ ra vậy. Bây giờ rã con gà ra nè, cái phần đùi này là để lát nữa sẽ cuốn lá mơ nè. Đây là cuốn lá mơ nè, còn cái phần thân còn lại kia. Đây, thân còn lại này là để lát nữa sẽ hầm á. Mình thấy cái da của nó mới này thui nè. À mẹ cơm trưa nó chút nữa nè. Thui nè. Da nó tối luôn cho. Đây nè. Đây nè mọi người. Đây. Bánh xèo con nhảy nè. Chưa tắm nè. Chặt ra là mọi người thấy dai không? Gà đá là nó cứng. Cái phần này là sẽ để hầm này, thâu thịt luôn. Nóng quá. Cho tí xíu đau luôn.
rau nhà trồng. Ngon luôn mọi người. Nếm một miếng dài ăn mới ngon. 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 Giờ nóng nóng ăn ngon ha. Ừ. Ăn với cái rau nhà này nó ngon nè. Cái chén mắm tấm nè. Chấm nhiều nhiều vô ăn nó mới ngon mà. Đang nóng ăn bánh vừa nóng. Rau sạch. Mắm là mắm nhị cá cơm. Mắm nhà nghỉ luôn á. Trời thì đang mưa nữa. Ăn bánh xèo rồi. Gọi là phải nói là ngon nhất nách nè. Làm cuốn nè mọi người. Cái phần này là cái phần da nè. Cái này chiến con cua hơn lạng ra rồi nè. Nhìn giống thịt heo quá không? Ừ. Y như miếng thịt heo rừng này nè. Đây. Cái thịt nó đỏ. Mà cái phần da được thui nữa. Cái này là giống thịt heo rừng luôn á mọi người. Cái phần này thì lát nữa sẽ đem đi đi hấp để cuốn lá mơ. Nè, đầm đầm vậy cho nó cho nó thấm gia vị nè. Còn cái nồi bự này thì lát nữa mình sẽ hầm cho cái phần củ mới này hương gọt á. Gà cò đám mà mình làm cái món như thế này ăn nó ngon hơn mọi người. Tại vì thông thường cái lớp da của gà cò đám này nó dày lắm. Dày ngang da heo á mọi người. Bé. Đây mọi người ớt Tết này khá là mắc luôn á. Mua 2.000 mà có 2 trái ớt à. Nên nào ớt cũng mắc lắm. Bây giờ bằm dài xong rồi cuốn chung vô cái gà này à thím. Cuốn vô. Đây mọi người. Cái này là hai cái đùi nè. Hai cái đùi bay hơn chừa lại mà. Đây. Cuốn con lạc hai cái đùi ra nè. Đây cho mọi người thấy này đó. Đây. Cái này là cái phần đùi á mọi người. Mà nhìn nó cũng khá là nhiều thịt luôn á. Nó chè vô như thế này rồi mình sẽ cuốn lại mình đi hấp đó mà. Trời gà gì mà gáy tục tác giống như nó thấy đồng bọn nó bị làm thịt nó lao quá trời lao nè. Đây sau này quấn chỉ lại nè. Quấn lại như thế này cho nó chắc nha. Lúc mà mình luộc nó không bị rớt ra mà nó thấm gia vị nữa. Mọi người, cái phần đùi sau khi mà được rắc thịt ra rồi quấn lại này. Cái này giống như giò thủ ấy. Đây. Bó lại xong rồi nè, cái cuốn này xong rồi nè. Cái người sẽ đem đi hấp nè. Đang hấp cái đùi gà nha mọi người. Cái gà dễ cầy này nè. Cho tí xíu hành vô thử cho nó thơm nè mọi người. Và bây giờ mình sẽ đổ vô nè. Gà này đã được ướp qua sả, muối, đường, bột ngọt nha. Mọi người ướp theo cái khẩu vị của mình nha mọi người. Thấy giảm hơn như một nồi luôn nè. Bỏ thêm rau củ vô nữa là cho cả nhà ăn được rồi nè. Đây mọi người. Đây cái thau rau củ này để ướp sẵn rồi nè mọi người. Trong này có sa tế này nha, cái dừa mới này lấy nước rồi, còn cái phần cái này là để bỏ vô hầm này. Khô môn này, sa tế, muối, đường, bột ngọt nha mọi người. Cái phần củ này mình cũng phải tao qua nha mọi người, để lúc mà mình hầm á nó không có bị bở hết. Nay nhà Hương có em trai Hương về cho nên mới tụ tập ăn nhậu nè mọi người. Chứ lâu lắm nhà Hương mới tụ tập đông hợp, đông vui như vậy. Cái nồi gà. Nồi gà nó đang sôi nè. Mọi người, cái phần gà mà sau khi mà được hấp xong nè, xắt ra thành lát mỏng này đây. Mọi người nhìn thấy đẹp mắt không? Nhìn giống hệt giống như là cái giò thủ ha. Đây, đã được sắp thành hai dĩa nè.
Đó. Đây. Đây mọi người, thịnh soạn luôn này. Cái này là cái món gà hầm này. Vì thiếu ánh sáng cho nên là nhìn thấy quá. Gà bò nè mọi người. Gà nè. Ăn thử miếng đây nè. Khá là dày luôn. Đây dài quá. Dạ ăn mà quay đây. Giống nha mọi người. Ăn vậy mới quay vậy. Ăn gà cà thế giới như thế này trước này. Khá là ngon không? Gà nhai. Cuốn lên mồm. Giá là mặt cỡ nha các bạn nghe. Để bếp lạnh chừng nào cắm quéo lại bếp lạnh. Đây là chú chín luôn. Chấm cho cái mắm đục này nè. Phải là ngon. Cho cái chén múc đó vô. Đây là ông nào hương nè. 97 tuổi. 97 tuổi á mọi người. Mơ cơm có cái mơ mà chè đó ăn vô chè. Giảm miếng thịt coi. Sao? Bá cái quà gì? Hả? Ê, hả? Đi ăn vậy? Cầm tay đi ha. Con cái gì vậy? Mềm quá. Mềm lần lần. Rùng luôn à. Mới bị chèo rùng làm hết. Ngon. Anh Ly đi. Vô coi. Vô coi. Ông nào. Vô. Nào uống trước luôn rồi. 1, 2, 3. Vô. Mày sinh nhật à ăn bé à. Đất mà uống người bà đầu. Bữa ngày mọc tới mọc anh đi tố ngày mừng đi. Mày ăn bữa đang tổ chức. Đi tương nhiên là đang tổ chức quà. Không được ra tiếp. Ừ. Hay mọi người cái này là giống dạ hôm bữa này em nói cái này giống gì? Chả. Chả. Cái này giống chả nè mọi người. Giống chả bò. Đó, giống chả bò. Đây. Đó, cái này là thịt gà nè, thịt giống chả bò nè. Quá dai luôn á. Ghế gà nồi. Nước dài luôn con nước. Sai. Thôi qua bữa này nữa nào. Thôi công nhận một điều là cái gà này hầm nó mềm ghê luôn mọi người. Cái da gà dày mà lại ăn rất là mềm luôn. Em đi. Cái này là gỗ da bò nè. Đó, 8 con. Cuốn đi ăn. Có, chấm